hầu hết mọi người chỉ tẩy da chết cho da mặt, mà quên đi những phần còn lại của cơ thể. Đây chính là lý do làm cho tế bào da chết trên cơ thể không được loại bỏ, dẫn tới cánh tay, khuỷu tay, hay chân, trông xỉn màu, không đều màu và già hơn so với độ tuổi. Vì vậy tẩy da chết cho cơ thể rất quan trọng, và là một trong những bước không thể bỏ qua. Hơn nữa, khi bạn tẩy tế bào chết body, sẽ giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh, và sáng nghị nhờ khả năng loại bỏ lớp da sần sùi trên bề mặt. Có rất nhiều loại sản phẩm tẩy tế bào chết body được bày bán tại cửa hàng, mà bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo các cách tẩy tế bào chết body tại nhà, bằng những nguyên liệu đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả mà shop giúp bạn trẻ đẹp chia sẻ bên dưới nhé. Như các bạn cũng biết, tế bào chết trên da lâu ngày nếu không được loại bỏ sẽ gây tắc nghẽn lỗ chân lông, ngày càng tích tụ vi khuẩn và bụi bẩn. Từ đó khiến cho làn da sạm màu, sần sùi và dễ nổi mụn, mất đi sự mịn màng vốn có. Chính vì vậy, mà khi bạn tẩy tế bào chết cho cơ thể sẽ giúp cho làn da trở nên mềm mại, mịn màng và trẻ hóa hơn. Bên cạnh đó, việc này cũng có thể giúp loại bỏ lông mọc ngược và loại bỏ tạp chất. Ngoài ra, nó cũng có thể kích thích sản xuất collagen giúp làn da luôn săn chắc và rạng rỡ hơn. Một lợi ích khác của việc tẩy da chết toàn thân là nó có thể cải thiện hiệu quả của các phương pháp điều trị tại chỗ. Ví dụ như nếu tẩy da chết trước khi thoa kem, kem sẽ thẩm thấu sâu hơn thay vì động lại trên bề mặt. Ngoài ra, trong quá trình tẩy tế bào chết toàn thân, massage da cũng là một cách tuyệt vời để thư giãn khi đang mệt mỏi hoặc căng thẳng, giúp lưu thông tuần hoàn tốt hơn. Bạn không nên tẩy tế bào chết cho da body hàng ngày, vì điều này có thể khiến cho làn da bị quá khô, nhạy cảm và dễ kích ứng da. Lý tưởng là bạn chỉ nên tẩy da chết từ 2 đến 3 lần trên tuần. Trong trường hợp bạn sở hữu làn da khô hoặc da nhạy cảm, thì bạn nên giảm tần suất tẩy da chết xuống còn một lần trên tuần để đảm bảo an toàn cho làn da tránh lạm dụng quá nhiều để không gây tổn thương da hay khiến làn da khô ráp nhé. 1. Tẩy da chết bằng bã cà phê. Bã cà phê là một trong những loại nguyên liệu phổ biến và được sử dụng trong nhiều loại tẩy tế bào chết toàn thân. Các hạt nhỏ li ti nhẹ nhàng trên da sẽ có tác dụng ma sát loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết trên bề mặt. Hơn nữa, cà phê có mùi thơm rất dễ chịu phù hợp để thư giãn khi tắm nữa. Cách làm rất đơn giản, hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp theo dõi bên dưới nhé. Đầu tiên bạn hãy cho bã cà phê và nước nóng vào bát, sau đó dùng thìa để trộn đều. Tiếp theo là thêm dầu dừa vào bã cà phê, lúc này bạn có thể tùy ý cân chỉnh lại, có nên cho thêm bã cà phê hoặc tinh dầu để thu được hỗn hợp có độ đặc như ý muốn không nhé. Sau khi đã hài lòng với độ đặc rồi thì hãy múc hỗn hợp vào hộp đựng và sử dụng, nhưng bạn cũng nên lưu ý là mỗi lần sử dụng lấy một lượng vừa đủ thôi nhé. 2. Tẩy da chết body bằng muối biển Muối có đặc tính kháng khuẩn và rất có ích với một số tình trạng da. Bên cạnh đó, muối cũng là một chất dễ dàng tìm mua và dễ bảo quản. Tuy nhiên, sử dụng muối biển có thể quá khắc nghiệt trên da. Đối với da nhạy cảm, tẩy tế bào chết bằng muối biển có thể mài mòn làn da. Vì vậy, hãy lưu ý khi sử dụng, đặc biệt là đối với những trường hợp có tổn thương trên da. Muối không có mùi thêm, nên bạn có thể thêm tinh dầu yêu thích vào trong quá trình chế biến. Cách làm tẩy tế bào chết bằng muối biển vô cùng đơn giản và nhanh chóng như sau. Bước 1, cho muối biển và dầu nền vào một cái bát trộn nếu cần bạn có thể tinh chỉnh lại để tạo được hỗn hợp có độ dệt phù hợp là được nhé. Bước 2, thêm từ 1 đến 2 giọt tinh dầu mà có mùi hương bạn yêu thích vào và khuấy đều với hỗn hợp. Bước 3, khi đã cảm thấy hài lòng với độ đặc và hương thơm của hỗn hợp tẩy tế bào chết rồi thì hãy cho sản phẩm vào hộp đựng và sử dụng nhé. 3. Tẩy da chết body bằng hỗn hợp đường và chanh. Hỗn hợp đường và chanh là công thức tẩy tế bào chết toàn thân tại nhà cho làn da dầu dễ ra mồ hôi. Vì chanh vừa có tác dụng tẩy trắng vừa làm sạch chất nhờn hiệu quả. Khi chanh kết hợp với đường sẽ tạo nên giải pháp tẩy tế bào chết an toàn tuyệt đối. Cách làm tẩy tế bào chết bằng đường và chanh được xem là công thức đơn giản nhất mà còn dễ tìm nhất so với các cách làm trên nữa nhé. Bước 1, bạn hãy dùng một quả chanh, vắt lấy nước rồi trộn đều với 4 thìa cà phê đường. Bước 2, sau đó hãy thoa đều hỗn hợp lên da rồi mát xa nhẹ nhàng khoảng 5 đến 10 phút và tắm sạch lại với nước mát. Bước 3, duy trì áp dụng tẩy tế bào chết bằng hỗn hợp chanh và đường khoảng 2 lần một tuần sẽ giúp bạn có làn da tươi khỏe và trắng sáng đều màu hơn rất nhiều nhé. Để tẩy tế bào chết body tại nhà mang lại hiệu quả, mà an toàn thì chị em cần lưu ý một số vấn đề sau. 1. Tắm sạch toàn bộ cơ thể với nước ấm để giúp lỗ chân lông giãn nở và hỗ trợ cho việc tẩy tế bào chết hiệu quả. 2. Chọn các sản phẩm tẩy da chết phù hợp với từng loại da, ưu tiên sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên để đảm bảo an toàn và cho hiệu quả tốt nhất. 3. Chăm sóc da bằng cách sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau khi thực hiện tẩy tế bào chết body và thoa kem chống nắng, che chắn cẩn thận khi đi ra ngoài. 4. Không thực hiện tẩy tế bào chết ở những da bị tổn thương hoặc da dễ bị khô và kích ứng. 5. Đặc biệt là không dùng kem tẩy tế bào chết body cho mặt nhé. Trong video ở trên shop giúp bạn trẻ đẹp đã gợi ý cho các bạn các cách làm tẩy tế bào chết body tại nhà đơn giản với những nguyên liệu có sẵn tại bếp, dễ tìm. Trước khi tham khảo cách làm tẩy tế bào chết thì bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về loại da của mình để có thể lựa chọn được nguyên liệu đúng đắn nhé. Mặc dù sử dụng tẩy tế bào chết bằng những nguyên liệu có sẵn tại nhà tuy có hiệu quả nhưng phải mất nhiều thời gian, công sức chuẩn bị và phải kiên trì lâu dài. Nếu có điều kiện thì bạn nên sử dụng những sản phẩm tẩy tế bào chết có sẵn bày bán khắp ở cửa hàng mỹ phẩm sẽ tiết kiệm thời gian và vô cùng hiệu quả nhé. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.